Sao Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Trong clip ngày hôm nay em giới thiệu với các bác hai cái chiếc máy lọc khí Daikin. Ở đợt này buôn bán nó cũng khá là ế ẩm các bạn. Lãi suất bán bản thân bên em bán cũng đã rất là thấp rồi. Giá gần như về lấy công làm lãi nhập tận gốc mà. Về anh em thợ dọn lấy công làm lãi thôi. Nó quá ế ẩm, buôn bán nó cũng khá là chán. Ở đây có hai cái chiếc Daikin này, em lấy giá các bác cũng rất là rẻ nhé. Một cái chiếc bên trái một trắng em lấy 2,2 triệu, chiếc bên phải 2 triệu. Đấy. Tất cả máy đều hoạt động ok ngon lành, đầu biến áp điện 100V, bảo hành 1 năm. Em sẽ quay từng con một cho các bác nhé. Con bên trái em để mã số 12 này, hình thức thì như trên clip các bác nhìn thấy, vỏ nguyên, mọi thứ hoạt động ok ngon lành. Quá rẻ cho một con Daikin đồng hồ vuông MCK70. Bên em dám đảm bảo là cái giá bên em bán là rẻ nhất trên tất cả các cái cộng đồng mạng, các bác có thể tham khảo. Nhiều shop người ta vẫn bán những cái con này trên 3 triệu các bác nhé. Đấy. Thực sự ra thì cái hàng bãi này giá cả thì mỗi người một ý mà, mỗi người một kiểu. Đấy. Thì lại xíu xíu bán lưu thông vốn bán được nhiều còn hơn là lãi nhiều bán ít các bạn ạ. Hai con máy khá là đẹp đấy, MCK70 công nghệ eco các bác nhé. Con này để báo không có nước, tắt bật đèn này, đấy giữ 2 dây khóa cho em, rồi. Hẹn giờ tắt, hẹn giờ bật, bùa, các tốc độ bùa khác nhau, ion, tốc độ lọc khí. Còn bên này thì cũng tương tự vậy các bác nhé. Bấm cho các bác các nút là chạy ngon lành hết. Dạ. Báo phần trăm độ ẩm hai con khá là chuẩn. Con này mã số 11 nhé. Yêu. Đấy. Tắt bùa. Độ biến áp điện 220V này. Nói thật với các bác nhé, nếu mà nói về cái tầm tiền hơn 2 triệu ấy, thật sự hai con này nó là đỉnh cao của lọc khí rồi, thật sự cao luôn. Đấy. Em dám khẳng định luôn với cái tầm tiền này thì không có một cái sự lựa chọn của bất kể một con nào, một hãng nào có thể vượt qua được cái con Daikin đồng hồ vuông này. Cả về công suất của nó, các bác có thể dùng được cho phòng đến khoảng 55m². Nhiều bác cứ nghĩ vào mua cái máy nhỏ nhỏ để cho phòng nhỏ xinh xinh, nhưng thực ra càng máy to, các bác lọc càng khỏe càng nhanh, hiệu quả lọc càng tốt nhé. Đấy. Ở đây thì con này các bác nhìn này, có hai con lọc tĩnh điện đấy chưa? Tất cả các cái model đắt tiền của các hãng khác đều không có, chỉ duy nhất Daikin có hai con lọc tĩnh điện thôi, kết hợp với cả hai màng, cả màng HEPA màng thô này luôn đấy, thì cho hiệu quả lọc cực tốt luôn, thanh tim mơ khử khuẩn các bác nhé. Đấy. Con này thì màng HEPA thay mới rồi vì cái màng của nó cũ rồi, bỏ. Đấy, thanh tim mơ nhé, của lọc tĩnh điện nhé. Đấy. Còn con bên này cũng tương tự vậy, hai của lọc tĩnh điện hai bên này. Con này thì cái màng HEPA zin của nó còn khá là ổn, cho nên em vẫn để lại không thay nhé. Đấy. Màng HEPA zin của nó theo em đánh giá vẫn còn rất là tốt, trắng đẹp. Còn tất cả màng nào xấu không đủ tiêu chuẩn em bỏ ngay, chứ không giữ làm gì các bạn. Vì bán cái máy lọc khí cho các bác là phải bán nó đủ tiêu chuẩn về các bác dùng ok ngon lành. Nè. Giá quá rẻ cho một con lọc khí Daikin. Lấy công làm lãi được các bác nhé. Chứ còn nói thật giá này các bác có tham khảo giá thoải mái luôn. Em bao giá rẻ toàn quốc cho các bác. Chả có đâu bán như giá như bên em đâu, em dám khẳng định như vậy. Giá này bán ngang với giá thợ này, thợ nhập vào này. Còn nhiều khi còn chẳng được giá như này đâu ạ. Thợ nhập vào thì còn khi còn cao hơn này. Đây là nhà nhập tận gốc được, dọn được thì bán cho các bác giá hợp lý thôi. Hai con này sản xuất 2013 này, con này cũng 2013. Đây, bình nước bù ẩm thôi nhé.
nước rất là trắng đẹp. Mảng tàu bẩm khá đẹp nhé, đi mới. Thật sự với cái giá này nó quá bèo bọt. Nhiều khi nghĩ tiếc cái công làm các bạn. Công làm các kiểu đội vào mà bán trả được bao nhiêu. Bán cho nó được số lượng. Các bác nào có nhu cầu thì các bác xem clip để các bác ủng hộ em nhé. Chào các bạn.